Hải Phương Nam vui lắm à nghe. Sớm mà không biết ai mà đem cái thùng này quăng ở trước cửa nhà tôi thì không biết nữa. Không biết cho hay tặng hay để lộn hay là cái gì đây. Biết Hương nó có đặt không ta? Hương ơi! Hương ơi! Dạ? Dạ biểu nè. Cái gì vậy má? Biết cái gì không? Dạ. Gì vậy? Biết đâu à, nãy nghe một cái sản ngay trước, cái má chạy ra thấy cái thùng này ngay đường đi á. Cái sản rồi, không ai nói, không rằng gì hết. Chạy ra là không thấy ai, thì không biết là cái đồ người ta làm rớt hay là đồ cho hay tặng hay cái gì không biết mà ngay đường đi của mình. Má ơi, không chừng đây là bơm tự động đó má. Mình mở ra một cái là nó nổ một cái rung. Trời ơi, tay nhà nát cửa luôn á má. Ghê lắm á má. Đứng vào đây, đứng vào đây. Đứng đây cho ông bà đỡ. Đứng đây. Dạ dạ. Đỡ con nha ông bà. Má làm gì vậy? Má. Bom đâu mà bom. Hết hồn hết vía à. Chứ cái gì vậy? Bom á là nó phải nghe tiếng tích tắc của cái đồng hồ đếm ngược á. Coi phim nó hay vậy lắm. Mà này không nghe gì trơn á. Vậy hả má? Ờ. Má nghe là gì vậy? Hay là má có đai bếp? Ui. Má có đặt hàng hay cái gì không? Tao đặt hàng thì tao thắc mắc làm cái gì mà con có mua hàng online không? Có mua nhiều nhưng mà không có đặt cái nào mà bự vậy hết á. Ủa vậy cái gì ta? Hay là mở ra đi má. Em mở ra rồi có khi nào nó xông hơi độc xì cho mặt hai cái má con chết nát không? Đúng rồi. Vũ khí sinh học hay là hương hồn gì đó má ơi. Cái gì có vụ hương hồn nữa trời. Con nói cho nó hoành tráng lên chứ con đâu biết gì đâu. Không lẽ đứng đây thắc mắc hoài. Thôi mở đi má. Mở cho nó biết nó là cái gì để cho đỡ tức đi. Đây nè. Đây. Cắt đi, mở nó ra. Thôi thôi, má làm đi. Thì mày cắt đi rồi tao mở cho. Thôi thôi má cắt đi rồi con dịnh cho. Tao mệt quá. Mở mấy cái này phải im lặng. Coi nó là cái gì. Thôi 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 thôi. Ủa giật. Bùng một cái là chết dịch hai má con. Má ơi. Ôi sợ quá má ơi. La trời ơi là trời. Tao muốn chết rồi trời ơi. Khoan nha. Để nha. Khoan. Từ từ. 1 2 3. Đùng. Đâu có gì đâu, má làm thấy ghê quá vậy má. Trời ơi là trời. Cái gì vậy Hường? Thiệt cái tình luôn à. Nồi thôi mà làm gì thấy ghê vậy trời. Ủa mà mày có đặt mua không? Con không có đặt nhưng mà con biết ai rồi. Ai? Anh Trọng. Hôm bữa con nói là con muốn mua một bộ đồ mới để có đồ để chế biến đồ thức ăn cho má với lại ảnh ăn á. Ảnh mua tạo bất ngờ đó. Nếu mà đúng vậy là ta duyệt cái thằng rể này nha. Con chọn chắc rồi. Con này được nè, chu đáo nè. Trời ơi, mua tặng đồ cho phụ nữ mà mua mấy cái nhây là ta chịu nè. Ê, hay là mình khai trương nó đi ta. Mấy cái nồi xịn gì mình phải nấu đồ ăn xịn sò chứ đúng không? Dạ. Mình khai trương nó đúng không? Bây giờ sao má? Bây giờ để má xách cái giỏ má đi chợ. Mua một mớ đồ ăn hoành tráng cái gì mình chế biến. Rồi mời anh qua đây luôn nha má. Ừ. Bây giờ để con trổ tài. Yeah. Đôi ta tuy một mà hai mà nên một mối duyên nợ. Mình nợ ai đợi ai.
tình giới duyên lâu dài, ôi tình ơi, yêu. Đưa mượn cái mắt kiến cái coi. Trời ơi, đang cái lỗ tài quầy á, má mày lấy kiến cái nó hiếp lại luôn nè. Hiếp hiếp cái gì? Ôi là trời, thiệt cái tình luôn á. Tao đang xỏ kim. Rảnh quá à, cái chuyện xỏ kim của ông á là xỏ từ đây tới ngày mai mốt luôn cũng được nè, hiểu không? Chuyện của tôi nó mới quan trọng, nó gấp còn hơn là lửa đốt nữa. Chuyện gì mà gấp như vậy? Trời ơi, nói nào ngay. Hồi nãy bận đâu có nghe được điện thoại đâu. Ừ. À, cái thằng nhỏ shipper nó đem cái bộ nồi hôm bữa tôi đặt tới. À. Cái nó nhắn tin cho tôi là cô ơi, con đem đồ cho cô nè. Con để ở bụi xả trước cửa nhà cô, kế gốc dừa cạnh hai cây mai. Mà trời ơi, về tới nhà mở điện thoại ra mới hết hồn là nhỏ nó đi rồi. Sớm mơ tới giờ đi tìm. Trời ơi, tìm đó, con mắt không có thấy đâu hết trơn trụi á. Mà còn ông nữa. Sao? Cầm cái mắt kiến không có cho người ta mượn, người ta đeo để người ta đi tìm. Ngồi nữa mà xe chỉ với luồng kim. Trời ơi, mình vô lý rồi đó. Nói má mày nói hai cái thấy vô lý hai cái luôn á. Thứ nhất á, đi tìm cái son nào nó bự nè, chứ bộ tiền con dế con trùng hay sao rồi đeo mắt kiến. Thứ hai á, là bụi cỏ bụi xả xứ mình, ai không có bụi cỏ bụi xả trước cửa. Có khi chú đó giao lộn bụi xả bụi cỏ gần xóm rồi đó. Mệt đúng quá mày. Tôi mệt muốn đê luôn á. Nè, nè. Đâu? Trời ơi, phải chi tôi đọc tin nhắn không nói. Nó có gửi hình qua cho tôi nữa, thành thử ra tôi chắc cú là ngay chỗ nhà mình. Đâu bụi nào đâu? Đây, cái bụi này đây. À, cái bụi xả này hả? Đó. Vậy là hồi nãy tôi lộn chứ không phải má mày lộn, cái bụi xả này bụi xả của mình. Chắc chắn luôn. Tìm tâm hơi tâm hớt mắt trên chân mày, tôi ra tôi lấy cho coi. Tôi ra tôi lấy cho coi bụi xả này tôi biết rồi. Tôi đi với ông. Ừ. Ôi trời ơi, đâu rồi ta? Trời ơi, ba mày tìm lẹ giùm tao coi. Tôi đang kiếm nè, bây giờ nè. Mình muốn nó nguyên dạng, mình đứng yên một chỗ ha. Là sao? Chứ mình không thấy, mình đạp cái dẹp đép cái là bán dây chai lông vịt luôn á, để tôi kiếm cho. Thì cũng phải dòm phụ ông chứ. Mình... Mèn ơi. Ôi trời đất ơi, chị. Bộ hai vợ chồng lúc này kẹt tiền dữ lắm hay sao? Kiếm đồ bán dây chai lông vịt vậy? Trời ơi. Hồi nào? Mới vừa nói tức thì, rồi làm gì đó? Chàng ơi, cái bụi xả có chút ép vậy tính nhổ bán đó hả? Trời ơi, qua bên tôi kìa. Xả ta nói bụi nào bụi nấy bự, đung 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 vậy nè. Cái củ xả nó như cái trái bắp luôn vậy đó. Qua bển nhổ cho sạch vườn giùm tôi một cái để bỏ mối cho người ta. Trời, chị thấy tôi bây giờ nè. Chị nhìn hai chồng tôi giống như dân mà muốn ăn công lắm hay sao mà qua mạo mấy cái clip xả chị bán liếm lời. Đúng cho rồi. Thôi mà, có bán đâu. Không có cần, đang tìm đồ. Tìm gì? Có công có chuyện tao mới tìm, tự nhiên đi ra đây quơ làm nhân làm mướn hả? Ủa rớt vàng hai tiền. Nói chung người ta. Mấy cái đó có tiền, có đôi lúc mua không được, mà cũng không phải vàng luôn, chị tò mò di chuyện của tôi túi. Chị bây giờ tò mò chị nè. À gì? Nhà có tiền tôi sao mua đồ lũ khổ vậy? Sao có lời mài nào hết vậy? Chị ơi, nói không phải khoe, tại nói có chuyện vui. Biết con Hường tôi á. Có bầu. Chưa gì, cái là nói chuyện xui xẻo không có vui. Ai biết đâu, nghe nói có tin vui thì... Có bồ. Có bồ. Nó có bồ thì xưa giờ ai cũng biết rồi. Mà thằng bồ nó là nó bảnh dữ lắm. Ta nói nó mần ở trên thành phố đó mà cứ ba bữa cái gửi quà về, cái năm bữa gửi quà về, gửi viết mà nhận mà ngại luôn vậy đó. Bữa nay nè, nó mới gửi về cái bộ nồi, cho nên bộ nồi xịn sò luôn. Bộ nồi mà để nấu bếp từ, bếp điện, bếp gì đó. Mà nó gửi luôn. Đó, nó thương mình vất vả đó. Bởi vì cho nên là đi mua đồ đặng về nấu mà mở hàng cái bộ nồi của nó. À, khai trương cái bộ nồi mới của con rể tương lai ha. Ông nhận chị tốt số ghê mà con nhỏ con nhà chị cũng, tôi nói may mắn ha. Đúng rồi. Ai như con của em, nói thiệt luôn á. Hồi xưa ông nhớ không? Ừ. Con mình lúc mà hồi nó làm thơ ký á, nó nói, thôi má ơi con không nghĩ tới chuyện chồng con bồ bịch gì đâu, vướng bận lắm, để lo cho tương lai. À, vậy mà tới hồi bây giờ làm trưởng phòng rồi, tiền có, nhà có, xe có, chức vụ có, vậy mà không có được bồ, tức vậy đó. Nên đã kêu bằng vô phước. Ôi, không có so đo gì được. Mỗi đứa gái khác nói vậy tôi không chịu à. Không phải. Mình con gái mà, phụ nữ mà. Đúng trời ơi, bon chen với đời chi cho nhiều. Dạ. Cái nó dở ẹt như nhỏ con tôi đi. Dạ. Không biết mừng ăn gì hết trơn, trời lụm được bồ ngon. Vậy là có phước rồi. Đúng rồi, mấy người có phước hay ăn bám chồng lắm á. Nên ta kêu bằng là có phước hưởng đó. Dạ. Chứ còn phụ nữ mà trời ơi, làm chi cho nhiều cho không cực thân. Rồi rốt cuộc á là tiền nhiều, nhà có, tiền có mà chồng không có. Ta kêu bằng vô phước á. À, vậy hả? Cha mẹ để đức cho con sao mà để vô phước. Ủa? Nhỏ không có bồ. Như vậy ông bà ngoại nó làm sao mà giờ chị ở có ên xong khi hai chồng tôi nè không có tại vì chỉ vắng ổng vắng số ơi. Ta nói lối xóm mà cứ xéo sắc niềm đau chôn giấu của người ta hoài. Thôi ấy anh chị bươi móc gì thì bươi đi. Dạ. Lát tôi về tôi nấu nồi cà ri để coi mấy mẹ con ăn có dư tôi đem qua tôi mời một tô. Dạ. Nói chuyện đó
rồi đó. Ôi thôi kệ bả đi, có bao giờ bả cho mình ăn đồ thừa đó mà sợ. Ừ, đừng có ghen cái bả nữa, mình kiếm được bộ này y chang bộ bả mà, phải không? Thì, bây giờ ông đi kiếm giùm tôi một cái đi trời. Bây giờ muốn tôi kiếm á, mình đứng yên chỗ đây mà chạy tới cho luôn chi vậy? Tôi đứng im nãy giờ chạy ra nào. Ủa sao tôi thấy lúc mình ở đây, lúc mình ở đây? À, do trời nắng chiếu. Đi tìm. Biểu đi rước thằng nhỏ qua mà tới giờ này cũng chưa thấy đâu cơm nó nguội ngơ nguội ngắt. Xong chưa má, xong chưa má? Trời đất ơi, làm gì lâu dữ vậy? Vô đây con. Dạ. Trời chào ơi. Cô mới qua. Ừ. Dạ con có một chút quà mọn của ba má con gửi cô lấy Thảo. Chàng ơi, anh chị á bển thiệt là khách sáo à. Quà cáp chi không biết nữa, cất đi con. Dạ, cũng chút quà gọi là lòng thành nè. Cô cảm ơn nghe, ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ, dạ, dạ. Ngồi xuống ăn cơm nè. Dạ, trùng hợp quá, ngay bữa cơm luôn hả? Chàng ơi, ta nói cái nồi mới đó, nấu đó, nó ngon hết, sức ngon luôn vậy con. Cô cảm ơn nghe. Dạ, có gì đâu cảm ơn con. Ừ. Tại vì con thì là thương Hường thiệt tình. Nên con cũng coi cô như là ba má ruột con vậy, có gì đâu cảm ơn. Là tại vì con không có chỉ lo lắng cho con Hường, con còn lo lắng chăm sóc quan tâm tới cuộc sống cả gia đình cô nữa. Má thương ảnh quá, giống như là con không phải con ruột má vậy. Em đừng nói thì vậy. Mày giỏi vậy nói đi. Thì mình chứ sao cũng người một nhà hết mà. Thôi ăn cơm đi con. Dạ con mời cả nhà ăn cơm. Cầm đũa ăn đi con. Trời nhìn, ơi. Nhìn bắt bới chén cơm là biết tình cảm mình lúc nào cũng vun đầy. Trời thấy thương lắm. Công nhận cái nồi mới nấu cơm tao nói nó ngon gì đâu á. Cái nồi đó là của nhà tôi đó. Vô không? Ủa anh chị ba. Giờ mời anh chị ngồi sẵn qua ngồi dùng bữa luôn. Ủa nồi gì, ngồi xuống, ngồi xuống. Ủa, ông cái... đặt cái thùng xuống dưới đi. Ủa cái thùng đó nãy tôi quăng rồi mà. Tôi biết. Chị lấy lộn cái nồi của nhà tôi rồi đó. Ủa nồi nào lộn? Cái nồi mà chị nói nấu cơm ngon đó. Dạ dạ không chị. Chị ba, cái này là quà của thằng rể tôi. Quà của thằng Trọng nó mua. Ảnh mua cho con á. Khoan đã. Bác nói vừa nói gì con không hiểu gì hết. Bác có thể ve ve lại. Đây đây, cái nồi, cái bộ nồi mà bác nấu mấy cái món này đây nè, là bộ nồi con tặng cho con Hường đó. Đúng rồi. Hồi sớm mới này nè. Ủa con mua tặng hồi nào chứ con không nhớ ta. Ủa okay. Thì hôm bữa em nói là em muốn nấu đồ ăn cho nên anh tạo bất ngờ cho em, anh mua cái bộ nồi cho em mà, không phải không? Ủa em nhắc bây giờ anh mới nhớ. Bộ nồi nào anh có mua gì đâu. Anh chị nãy giờ tưởng đâu bác khen là tưởng đâu là khen món quà này. Anh mới nở mày nở mũi, còn cái bộ nồi nào anh biết gì đâu nè. Ủa là con không mua nồi hả? Không có nồi nào không biết gì đâu. Ủa đưa cái thùng lên cho người ta coi. Này ở đây. Đây. Chị coi giùm tôi hen. Nè cái chữ nè chị thấy gì không? Gửi cho cô ba đẹp gái. Ủa cái này nãy để dưới đít mà. Dạ. Thì bởi vậy người sớm sáng người ta có cái thùng sáu mặt, chịu khó lăn coi người ta gửi cho ai. Không có chữ nghĩa thì mình phải biết chứ, đâu có tự nhiên lấy khơi khơi được chị. Thì lộn cái làm gì cắt. Trời lộn đất ơi. Lộn cái mà. Dạ. Dịch lộn, thấy không? Cút lộn, cái gì cũng lộn, tại sao lấy đồ lộn? Dạ. Cái nồi lộn thôi. Nhưng mà để đâu mà chị lấy lộn? Thì tôi lượm ở ngoài cái bụi xả rồi sớm ơi nè anh chị môi mắc gì á. Cái chỗ chị gặp tôi đúng không? Ừ. Đó, thì cái chỗ đó người ta giao hàng cho tôi. Mà tôi bận tôi không nghe điện thoại được thì thằng nhỏ nó mới để đó. Thằng nhỏ shipper nó nhắn là con gửi cho cô nhưng con bận quá, con để ở ngay chỗ bụi xả kế cốc dừa cạnh hai cây mai. Nó nhắn sao tôi biết được, phải nó nhắn không? Tức ghê, tức. Đây nè ha, nhìn đi. Đó, phải cái chỗ này không? Ôi chết cha. Này nó nhắn hả? Con để ngay chỗ bụi xả. Ai da, giờ không biết nói làm sao luôn ha. Bữa cơm bão táp quá. Bây giờ thì thôi, thì lâu lâu rồi lộn thôi mà. Dạ. Thì thôi, mấy bây giờ dạ, con mời cô chú ăn cơm. Sẵn bữa mời ăn cơm. Ăn cơm luôn đi mình ơi. Ông ham ăn hốt uống mà. Ông ăn cả đời, ông ăn chưa no hay gì? Chứ... được rồi chị, dạ mình để cái này vô trong đây đi. Dạ cái gì? Dạ tụi tôi không dám ăn cơm đây tại vì sợ cơm đây không có ngon bằng cơm ở nhà ra đồ đâu nấu nữa, mắc gì phải nấu mình... không có đồ nấu thì mình đi mua cơm ngoài mình ăn. Trời
Không có nói nhiều. À thôi bây giờ vậy đi. Dạ. Ê, dù gì tôi cũng nấu rồi. Dạ. Thì đồ ăn cũng lên rồi, nồi thì đang đựng. Thì dạ, thôi để mấy má con tôi ăn xong bữa nay đi. Rồi tôi nửa, tôi rửa cái mớ nồi rồi tôi đem qua tôi trả lại cho chị. Ôi trời, mất zin cái bộ nồi tôi rồi. Thì mở hàng rồi phải chịu chứ sao giờ. Thôi thì trời, người ta nói vậy thì mình sĩ diện thì mình trả liền đi bác. Chứ mình... Ủa, ai mua gì nữa vậy? Nè nha, coi chừng nhận lộn đó nghe. Đọc cho kỹ nghe. Thì dạ đây đây có gì? Trời ơi, thì tao nói mai mốt tao trả lại cái nồi mình lấy nồi cũ mình xài. Đây đây có cái thùng hàng gì vậy? Thùng nữa hả? Có ghi người nhận nè. Người nhận nè. Đọc. 10 hoa khôi. 10 hoa khôi là má con. Gửi 10 hoa khôi đúng không? Dạ. 10 hoa khôi. Nhiều khi ở trong đó có 10 món hàng dành cho 10 cô hoa khôi làm sao? Dạ không. 10 hoa khôi là tôi. Cái nickname cái xóm này là của tôi nha. 10 hoa khôi là của tôi. Chị mở ra coi cái này cái gì vậy? Mở coi. Ây da. Trời. Wow. Ủa? Nồi nữa hả? Một bộ nồi mới đẹp dễ sợ. Ủa, luôn. Cái bộ nồi này xịn hơn cái nồi của thằng... xịn hơn cái bộ nồi này luôn à. Nhìn là biết rồi, cao cấp chứ không được gì đâu. Thôi ơi, đóng này cất, đóng này cất. À, chị ơi, tôi thấy như vậy nè. À, cái bộ nồi tôi cũng là bộ nồi mới. Cái chị lỡ chị xài cái mức zin bộ nồi tôi ra. Dạ. Cái bộ này cũng mới, chị đưa đây tôi xài. À, không được. Tôi trả lại, xài xong trả lại. Không. Tại vì cái bộ nồi của chị là nồi mua. À. Nồi này là nồi tặng, không có cho mà khui thùng xài zin được. Sao biết tặng? Nhiều khi tự mua sao ai biết được ai tặng? Nói đâu, cái này á là chú Tám ở trên xóm trên tặng má con á. Đúng không? Ôi, ai đánh mà khai vậy trời ơi. Được phải rồi đó. Ông tặng chị bộ nồi là ông muốn ăn cơm chung với chị đó, thổi lửa nấu cơm chung đó. Trời ơi, vậy nói chung là mình mua nồi á là mình là ý nghĩa là được thổi cơm ăn chung mâm cơm á hả? Đúng rồi. Trời ơi, Hường vậy hay quá. Anh mua tặng cho em cái giường, hai đứa mình đừng ngủ chung. Đúng rồi. Cái gì? Đến ăn nói chuyện nồi niêu, đến cái giường chứ. Thôi ở nhà ngồi xuống ăn cơm chung đi, lát đi vô ngủ chung sao nha, tôi đi về. Về. Có cơm ăn luôn đi cho về. Ăn cơm ăn. Đi về ăn cơm hộp. Ơi đồ nóng hổi ăn cho rồi. Còn chị á, chị làm ơn. Chị nấu xong rồi đó, chị trả cái nồi cho tôi rửa sạch sẽ xịt cồn nha. Dạ. Dạ. Đi biết rồi. Về. Dạ. 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 Để ăn xong con rửa cửa. Anh chị đi thông thả nha. Đừng giận quá dép té chết à. Ổng đỡ không có được đâu à. Trời ơi, vậy đâu biết ý nghĩa gì đâu ta. Ngồi xuống ăn cơm, ngồi xuống ăn cơm. Lãng mạn ghê, chú Tám lãng mạn ghê. Cái chuyện của thật kệ ta mẹ. Trời ơi, ý nghĩa mấy người hồi xưa hay quá ha. Tặng rồi là giống như ý nghĩa là thổi cơm, ăn cơm chung. Trời. Trọng. Hả? Mấy à. Con về con thưa với tía má con bệnh á, coi ngày nào đẹp á qua đây nói chuyện đi, cho hai đứa về nấu cơm chung nào. Thì hồi nãy có ý nghĩa cũng muốn tặng cái gì ấy là bây giờ ngày mai anh mua cái đầm màu tặng cho em nha. Trời ơi má. Trời đất ơi. Vui lắm à nghe. Tám ơi, Tám, biết thế nào đón đường là đúng, đúng giờ, đúng điểm luôn. Thì cái tình là sáng sớm chưa mừng ăn cái gì hết, tao nói gặp là xui. Ủa sao kỳ vậy? Thâu tiền gì nữa nói luôn đi, đặng biết đặng đưa nè. Trời ơi, bộ có mặt tôi là có hãm tài hay sao, mặt tôi ham tiền hay sao mà gặp là phải tiền hả? Chứ gì nữa, mỗi lần ông gặp tôi là bắt đầu ông dở cuốn sổ ra, ông đứng ông ghi. Mà hôm nay không có cuốn sổ ha. Vậy là hên rồi, không có thu tiền. Mà nếu tôi có thâu tiền rồi cũng cho bà con lối xóm, lo cho bà con lối xóm trong xã mình thôi. Chứ đâu phải là tôi bỏ của riêng tôi đâu mà. Thôi, hiểu lầm, giờ không có thâu tiền là vui rồi. Mà giờ chặn đường có chuyện gì không nói lẹ, nhanh gấp. Đặng còn đi chợ nữa mà thôi, trưa người ta dẹp hết à. Chưa nắm thông tin gì hết trơn hả? Thông tin gì nữa? Trời ơi trời, như vậy là chết rồi. Nữa. Trời ơi, là kể từ bây giờ, từ ngày mai. Ừ. Là không được tập trung đông người nữa.
Ủa mắt gì không tập trung đông người trời? Thì bởi vậy mới có chuyện. Rồi cái vụ rồi, thí dụ không tập trung đông người rồi ngày mai sao tôi đi tập thể dục? Bởi vậy cái khổ là khổ cho đó đó. Mà nếu mà Tám không đi thể dục thì Tư sao? Con đường xưa em đi vàng lên mái tóc thề, tại em đó nên duyên mình dở dang. Nó nghe nè. Ừ. Hồi xưa có làm lò mổ không? Này. Tôi thấy ông đâm xuồng không mà ông lấy dao đâm tôi nó đổ ruột hết trơn rồi, đang hát bài này sọt qua bài kia. Cho nó vui vậy, cho nó bá không khí buồn bực vậy thôi. Nhưng mà nói nghe nè, thí dụ như ngày mơi á, mà không mình không có tập được á, ở ngay cái chỗ mà câu lạc bộ vậy. Ừ. Thì mình tập ở nhà không? Bình thường, tôi thấy cái chuyện đó bình thường lắm. Thì cái tập ở nhà thì ai không biết điều đó, nhưng mà nó vắng, nó buồn lắm. Nè. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Già mà kỳ lắm nha. Có gì đâu kỳ thì... Nói gì mấy đứa nhỏ nó phân bì, hiểu không? Ý ông nói là ông tập ở nhà, ông không có tôi, cái ông nhớ tôi đúng không? Sao biết hay vậy? Nhìn cái mặt ông biết rồi. Nói về mấy đứa nhỏ cười gì mà già mà còn tỏ tình nữa, còn yêu phải không? Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Ở dạng tuổi nào yêu theo dạng tuổi nấy. Yêu để sống. Mình yêu để mà yêu chứ. Thôi vậy đi, nhưng mà thôi bây giờ tôi đi chợ đi, nó nhiều quá mệt quá, thì không tập trung thì không tập trung có sao đâu đúng không? Mà rồi, rồi khẩu trang đâu? Khẩu trang. Ủa sao mới giờ tôi không đeo khẩu trang hả? Trời ơi, may mắn đi chợ hen là chỗ đông người mà không có khẩu trang là 2 triệu. Vậy cái gì mới có mấy bữa tôi nghe có mấy trăm ngàn giờ lên 2 triệu. Trời ơi trời. Bây giờ mà quy định mới là gì? Dịch nó lây nhiều quá. Cho nên người ta phạt 2 triệu để cho mọi người cảnh giác, sợ cái vụ 2 triệu mà luôn luôn khẩu trang ở trên mặt. Hiểu không? Mà nhà hết rồi, hết khẩu trang rồi. Tám. Hả? Tám. Tám. Ở nhà khẩu trang hết rồi, tại sao không nói với Tư? Có gặp đâu nói với Tư, bây giờ mới gặp Tư. Không mấy giờ lỡ ra ngoài đường rồi cho mượn 2 triệu đóng phạt được không? Không phải. Luôn luôn ở bang ở bên mình biết thế nào là nhiều người cũng không ý thức cái này, quên chứ phải là không ý thức. Mới quá chưa có thích nghi kịp. Để coi thấy không, một cả bịch luôn đó, ai không có là Tám. Rồi Tám ơi, cưng không? Thấy đẹp hẳn lên nữa đó. Nhưng mà khẩu trang hơi nhỏ nha mà. Nè. Ừ. Hãy cẩn thận nha. Ừ. Người ta đó cẩn thận 1, nhưng mà 8 cẩn thận tới 10. Ủa sao kỳ vậy? Là vì cái con đó nó hợp với cái... nó hợp với mấy người có da có thịt như vậy. Cái đó là Tám nói cho tôi không dám nói. Thôi được rồi, cảm ơn cái khẩu trang đỡ tốn 2 triệu. Ừ. Với lại nhắc nhở tôi bảo vệ sức khỏe. Ừ. Mà thôi bây giờ tới giờ tôi đi chợ rồi. Khoan. Cái gì nữa? Phòng hờ không? Thôi cũng được đi, để tôi đem tôi cho. Ví dụ như có ai mà quên như tôi cho. Đúng. Thôi chết rồi. Hả? Cái gì vậy? Chết rồi. Cái gì? Chết rồi tôi ơi. Không được rồi. Tôi cái gì vậy? Tôi gấp lắm, tôi đi nha. Nè, Tám. Trời ơi, con người lúc nào cũng bột chộp, cũng vội vã, nhưng mà đáng yêu. Trời ơi, nè, anh coi đi. Đó, xấu mặt chưa, bây giờ không biết đường nào mà chui xuống nữa à. Chui ở đâu không chui, tự nhiên chui vô đó à. Coi rồi, biết chuyện hết rồi. Mà thực tình cũng biết đâu xui dữ vậy. Tự nhiên đang yên, đang lành, hai đứa đút cái đầu vô cái rạp xiếc nhỏ xíu à. Không đeo khẩu trang nữa, cùi đùa giỡn. Rồi bây giờ đâu biết ở trong đó có bị vậy đâu. Mà cũng tại em hết chứ tại ai. Bây giờ la. Ủa mắc mớ gì tại em? Tự nhiên đang yên, đang lành, tự nhiên anh ơi, em muốn ôn lại kỷ niệm tình yêu ngày xưa, xong rồi rủ anh vô ngay rạp xiếc nắm tay hai đứa hôn hít trong chổng để ôn kỷ niệm. Muốn ôn kỷ niệm tình yêu á, hâm nắm tình yêu á, thì bây giờ mình ra quán nghe bà Tám đi, mình ngồi mình nhậu, mình xỉn, mình tê tê, mình kể lại cũng vui. Vậy cần gì phải cắm đầu vô cái rạp xiếc nhỏ xíu vậy?
Anh khùng hả? Tự nhiên hâm nóng tình yêu mà đi vô quán nhậu nhậu là sao? Hâm nóng tình yêu phải đi vô lạp xiếc chứ. Thì anh nhớ hồi xưa đó, mình đi vô lạp xiếc lãng mạn quá trời luôn. Với lại em cũng xin má là đi coi xiếc rồi, em không có nói dối má được. Thì bây giờ sao la anh? Lỗi là lỗi của em không chứ ai. Trời ơi, dắt vô đó rồi hai đứa nắm tay nhau còn hôn mít. Bao nhiêu cái con vi rút nó vô người hết rồi còn gì nữa. Bây giờ la là la làm sao? Bây giờ tao mới la tụi bay nè. Ôi là trời, trời ơi, con ơi là cái ơi. Bù ra. Tránh xa bù ra. Má bình tĩnh. À không đủ, phải xa 2 mét. 2 mét mới đủ cái khoảng cách. Má ơi, tụi con chắc dính rồi má ơi. Thôi thôi tụi bay khỏi nói. Dính thôi, là bây giờ con biết lỗi rồi, bây giờ đã nghe thông báo được hết rồi. Thôi để con lên con khai báo y tế đi mà, con cách ly. Không có được đi đâu hết. Bắt đầu từ bây giờ má kêu tụi bay ở nhà, không đi đâu hết. Ủa? Được, phải đi lên khai chứ, bây giờ người ta đang truy vết kìa. Nếu mà không á là biết nhà mình là có như vậy thì mình phải đi khai người ta đấy. Trời ơi, đứa nào mà đi ra khỏi cái nhà này ta đặt cho què giòn hết chứ. Bây giờ tụi bay mà lên tụi bay khai báo cái bắt đầu á ha, thiên hạ ta nói đi qua đi lại giờ mới nhà mình nó trời ơi, một ổ dịch, người ta kỳ thị, người ta miệt thị, người ta xa lánh, nói chung là bao nhiêu cái gọi là, nói chung là không có đi đâu hết á. Chứ bây giờ ở nhà phải làm sao? Cách ly ở nhà. Kể từ bây giờ nội bất xuất ngoại bất nhập 14 ngày, nếu như sau 14 ngày khỏe mạnh bình thường không gì hết thì tao mở cửa cho đi, còn không cách ly tiếp. Trời ơi, vậy là má nhốt hai con ở cách ly tại nhà 14 ngày luôn hả? Phải, ăn ở đây, ngủ ở đây, nói chung là cái gì cũng phải ở đây, sinh hoạt ở đây, không được bước ra ngoài đường một bước. Ôi, bước ra chặt cái vậy cho con khoảng 2 tiếng đồng hồ đi con. Chị... chạy ra con mua đồ ăn cho mấy con gà đá con chứ không mấy là nó chết đói chết. Phải, gà nó đói thì cho nó ăn lúa, mà nội bất xuất ngoại bất nhập là má cũng không đi ra chợ luôn. Mấy con gà đó sẽ là lương thực, thực phẩm sắp tới của mình. Ôi, không rồi được má. Trời ơi, những cái con vật mình yêu thương vậy không được ăn thịt. Thôi đi con đem qua con gửi chú Tám cũng được. Tại sao mày cứ đòi đi ra ngoài đường ngoài vậy? Bây giờ mày, trời ơi, má nói rồi, hai đứa có dính dáng tới cái rạp xiếc vũ trụ đúng không? Dạ. Không được đi đâu hết, ở nhà đi, lỡ đi qua bên đó gửi mấy con gà mà lấy bệnh người ta làm sao? Không nói nhiều, không nói nhiều. Bây giờ quyết định cách ly tại nhà. Tụi bay mà đi đâu một cái ha, rồi á tụi bay dính, cái ta tiếp xúc với tụi bay tao dính, cái bắt đầu cái cách ly tao luôn, cái gom hết lên đi cách ly, nhà cửa không ai coi, trộm nó vô nó guồng hết đồ luôn, hả không? Chứ bây giờ mày muốn sao? Muốn vậy nè, đeo vô, rồi chia ra mỗi đứa một cái. Mặc 24/24 cho má, cho dù ăn, uống, ngủ, nghỉ, vệ sinh, mặc hết. Giữ khoảng cách 2 mét. Má! Trời ơi, hâm nóng không? Hâm nóng tình yêu không? Bây giờ nóng chưa? Nóng chưa? Anh, cho ăn cơm nè. Anh đi đâu vậy? Bên này nè. Còn đây ngồi xuống. Sao tôi con mắt tôi nó mờ mờ, nó lòa lòa thế nào? Bữa cơm nay gồm có những cái món ăn nào vậy em? Cơm hôm nay ngon hơn hôm qua nha anh. Gì? Hôm nay có rau chấm nước mắm, chứ hôm qua là ăn bị gói không à. Sao vậy? Trời ơi, sao tôi muốn liệm dần dần vậy nè? Ê anh, cái kiểu này hả? Chưa chết vì bệnh mà chết vì ngợp, thiếu thốn lương thực thực phẩm. Trời ơi, em cũng chán muốn chết này rồi nè. Ngày sao nào cũng vậy. Từ từ. Ê, có sao không nhỏ? Trời ơi, anh vậy sao em sống nổi? Trời, em cũng biết sao nữa, ngày nào cũng mà cũng vậy chắc em chết quá. Chết thiệt chứ không phải giỡn đâu. Anh, không mấy giờ em lén má, em chạy ù qua nhà bà ba, cái nhờ bà ba mua đồ ăn cho mình. Cái gì rồi em đem về, hai đứa mình ăn, ha? Em tính thoát khỏi căn nhà này hả? Thì em chạy đi chút xíu rồi em về chứ em đâu có đi lâu đâu. Giấc này má còn đang ngủ. Ừ. Không được, bây giờ tranh thủ đi, anh ở nhà anh canh má cho, chạy qua bển kêu gì ba mua giùm anh mấy cái cám với lại gạo cho gà ăn luôn nghe. Rồi đi đi. Em tranh thủ đi. Ê khoan đã. Hả? Cởi áo mưa ra, bặn cái này ra đường người ta nghi liền. Ê, dừng tay lại.
cỡ gì mà vợ mà vàng mặc vô cáo đàng hoàng, má coi không có đi đâu hết trơn á. Đội cái nón lên mày, hai mày ngồi xuống, ngồi xuống. Tao cũng ngồi luôn. Má ơi, má làm sao con chịu nổi cho con chạy thoát ở khỏi nhà, con mua một chút xíu lương thực thực phẩm rồi cho gà giết đồ nữa. Không có đi đâu hết trơn, không ra khỏi cái nhà này. Trời đã ơi. Má nói tụi bay rồi. Đang cách ly. Cách ly cũng cách ly vừa vừa phải phải thôi chứ cái gì mà ép quá vậy. Đúng thiệt rồi. Tình má biết hả, má cho con mặc cái trang phục này bình thường nhiệt độ đã 35 độ C rồi, quất cái này vô một cái nữa nó 70 độ C mà một ngày má bắt con đó xong cái nồi nước sôi đó, hai vợ chồng con ấm nhau rồi chùm cái mền lại một ngày xong 10 lần, thứ gì chịu nổi má. Ủa thì người ta nói rồi, cái con virus này nó sợ nhiệt độ cao, nhiệt độ càng cao thì nó mới chết. Trời ơi, má muốn trụng hai vợ chồng con luôn hả? Thôi thôi, má nói nhiều, tụi bay con tao mày không có cãi gì hết trơn á. Ăn cơm lo ăn đi, có cơm sẵn đó mà ăn đi. Trời ơi, cơm thì bà ăn rau không à, còn mấy ngày trước ăn mì tôm với cháo trắng không à, sao tụi con chịu nổi? Miễn gì có ăn vô miệng là được rồi, không có chết đói là được rồi. Người ta nói đói ăn rau, đau uống thuốc, hiểu không? Trời ơi. Nhưng mà má ơi, má cũng phải mua một chút lương thực thực phẩm chứ, ăn vậy hoài. Con á là mấy bữa nay là thấy cơ thể con khang khác rồi đó. Ồ, sao mệt quá à. Đây nè, má cũng cùng số phận như tụi bay. Tụi bay không được ăn đồ ngon, má cũng có dám đi ra đường đâu mà ăn đồ ngon. Thì tao cũng ăn bao nhiêu đó đó. Đương nhiên mình ăn thiếu chất là mình phải khát khát trong người. Bữa giờ má cũng thấy ốm ốm rồi nè. Phải, má không hiểu ý con rồi. Đợi nó lên, đợi nó lên. Để con nói câu này cái đã. Đợi nó lên, nó đi qua cái đường mồ hôi. Khổ ghê. Nè, má suốt ngày cứ bắt con vậy. Mấy hôm nay cách ly ở nhà, hai vợ chồng má cứ bắt chùm mền hoài. Ừ. Thì nó vui vẻ. Thì chùm mền nữa không, lại vui vẻ. Tạo nên bây giờ vui. Vợ con nó có một cái gì khác trong người. Đúng có nghĩa hả? Là Trời đất ơi tụi con, mình đang trong thời gian cách ly ăn uống cực khổ, nóng nực bực bội mà tụi bay cũng vui được nữa hả? Thì bây giờ phải tạo niềm vui chứ bây giờ sao được. Không hết rồi. Không thương con thì phải thương cháu mình chứ, đúng không? Để từ từ má suy nghĩ coi, tao nói cái chuyện hai giặt kia chưa xong mà tới trời ơi tới hai giặt này nữa rồi, tao khổ quá mà. Tính đi má. Được rồi. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được ăn một bữa cơm ngon như thế này má ơi. Cái gì vậy? Đeo khẩu trang vô, đội cái nón lên cho má. Ủa má, vậy sao má ăn ơi, cơm thoải mái được má? Tụi con phải ăn như má nè. Tụi bay kéo khẩu trang lên đi tao mới ăn được. Nè, mình ý vậy nè. Ví dụ mình gấp con tép nè, thấy không? Gấp con tép. Cực quá vậy má. Trời ơi, ăn vậy thì biết chừng nào mà... Cái gì vậy? Anh làm gì vậy? Làm cái gì vậy? Bây giờ phải đeo khẩu trang thì bây giờ còn cách này thôi chứ bây giờ biết làm sao. Cái gì? Đó, mình chừa cái mỏ mình ra. Ôi, mày đeo làm gì nhỏ? Thì bây giờ ăn là phải bây giờ đeo vừa phải như vậy thôi. Ôi là trời, thiệt luôn á. Đổi quá rồi má, thiệt, sống cái này con chịu không nổi đâu. Sao? Đúng rồi đó má. Má là má thương cho cháu của má nên má nhờ chú Tư á đi mua giùm cá nè, tép nè, thịt nè, rồi rau cải đồ nó cắt cái. Ăn như vậy ăn từ từ thôi. Trời đất, con ăn luôn cái khẩu trang luôn rồi đó. Cái gì nữa? Má cho con tháo khẩu trang ra đi chứ chịu không nổi đâu. Không có được con ơi, con tháo khẩu trang ra rồi con virus nó bay ra làm sao. Ghê quá trời. Đổi cái nón lên cho má đi. Nó mà... là cũng chết luôn vậy. Nè ha, hàng xóm láng giềng người ta chưa có biết á, để người ta nghi ngờ một cái là người ta kỳ thị nhà mình chết luôn á. Mà sao má lùng được mấy cái đồ ăn ngon vậy, hay quá vậy. Trời ơi, đã nói rồi, má nhờ cái ông Tư Chi Mén không mua giùm. Tư Chi Mén? Thiệt luôn hả? Ừ. Vậy hả? Biết sao không? Má đâu có nói gì đâu, má chỉ nói là má nhờ mua thôi. Má đâu có dám nói là nhà mình có người cách ly. Vậy cũng mặc cảm mấy cái đó. Thì đúng rồi, lỡ như người ta vô, cái người ta nói nhà mình là có người nhiễm. Còn sao? Tiếp xúc này nọ thôi phiền lắm. Ăn cơm đi. Thôi. Ai vậy? Ai? Không nhận ra hả? Ui! Ai? Ai? Ủa? Chú Tư, anh vô nhà tôi bằng cách nào vậy? Đứng đóng cửa kỹ lắm mà. Trời đất ơi trời, mà quên tôi là bộ đội sao? Trời ơi chú ơi chú, nhà con đang yên, đang lành, đang mọi sự bình thường. Chú ơi chú. Nè nè, anh Tư, tôi nói anh nghe nè, nãy giờ anh có nghe cái gì từ mấy má con tôi á, anh làm ơn anh đừng có nói ra ngoài giùm cái nha. Người ta kỳ thị, người ta tẩy chay nhà tôi chết luôn á. Cái gì vậy? Mặc áo mưa rồi mới tới gần tôi nói chuyện. Ủa, tôi đâu có bị đâu, có mấy đứa này nó tiếp xúc mà. Bình tĩnh nghe tôi thông báo nè. Vụ gì bắt chú? Quả tang cái cặp mà trốn cách ly đó, bữa coi xiếc đó, hai đứa bay cũng đi coi xiếc, đúng không? Đúng rồi. Đúng. Rồi. Bây giờ sao? Hai đứa bay dính rồi. Hai đứa bay là F1 rồi. Vậy là cái đứa kia nó F0 hả? Ừ. F0.
F1. Ủa vậy tôi F mấy? F2. Ê trời ơi, rồi anh. Như vậy tôi cũng là F2 rồi. Trời ơi, vậy là trời ơi, thiệt tình là cái cặp trốn cách ly đó là người ta bắt được cái cặp trốn cách ly đó là nó nhiễm F0 rồi hả? Đúng. Bây giờ con hai con là F1. Đúng. Má tiếp xúc với tụi con mới là F2. F2. Đây cũng đâu có trốn được đâu, cũng F2 rồi. F2 luôn. Chết trời, bây giờ cái bệnh cái gì vậy má? Cái gì vậy má? Má bình tĩnh thôi má. Cái má gì bình vậy? Tĩnh, má bình tĩnh. Má bình tĩnh. Cứ bình tĩnh đi. Má bình tĩnh. Vụ gì? Đi chặt lễ chuối. Chuyện gì vậy? Mày đi quạ cái hình của con nhỏ này lấy dầu hôi chêm bốn cái chân giường đi. Trời gì cho ai? Dằn cái bụng rửa cái hình này nằm kiếm không có bu. Mày cho ai? Cho má. Cái gì vậy má? Nè. Cái bệnh này tôi nói anh nghe, cái con virus này nó thích mấy cái người lớn tuổi như tôi với anh, mà đặc biệt mấy người mập như tôi, nó ăn vô người dữ lắm. Trời ơi tôi chết rồi. Không có sao đâu. Phải lạc quan lên, phải tin tưởng lên. Không có cái gì đâu mà lo. Đúng rồi. Có y tá của phường xã lo rồi, đâu có gì đâu mà lo. Đúng rồi, có chú đây nói mà bữa lần đầu tiên con đã nói với lại má rồi, má cứ cản con hoài. Bây giờ vậy nè, có gì đâu. Bây giờ á, người ta cũng đã khuyến cáo rồi. Bây giờ là mình cứ lạc quan. Đúng. Ăn uống đầy đủ. Đúng. Thì bệnh gì cũng qua. Đúng. Bây giờ nếu mà mình bị á, mình khai báo y tế là có bác sĩ chăm sóc tới tận nhà. Có gì đâu mà phải trốn tránh kiểu này, đúng không chú? Thì bây giờ mình cách ly tại nhà cũng chơi. Vui lắm à nghe. Đó. Chuyện đi. Đó, rồi. Lắc sút. Ơi thiệt. Đó, lấy được bàn rồi. Chuyện qua bên trái kìa ông nội, người ta chạy trống kìa. Mày khùng hả? Chuyện qua đi. Đó. Dẫn xuống. Rồi. Chuyện vô. Trời ơi đánh đập. Bà nội cha tao gì mà tao đánh đầu được mày. Ồn ào quá chồng ơi. Bây giờ chồng biết mấy giờ rồi không? Ơi. Sáng rồi còn gì nữa. Đấy. Cái gì? Đấy. Trời ơi, sáng mà là sáng sớm đó, anh biết mấy giờ rồi không? Thì 6 giờ mấy rồi, 6 mấy sáng. Mà anh làm cái gì bữa nay anh dậy sớm quá vậy? Anh cứ la, anh coi anh la như vậy làm sao em ngủ? Trời ơi, em sao dậy sáng rồi, bây giờ trận mà nó đá tối hôm qua là 1 giờ 45. Mà anh sợ em ngủ rồi anh không dám coi, tới giờ anh phải thức dậy sớm anh coi, chứ trận này trận hay mà, trận derby mà. Em thấy ngày nào cũng trận hay hết á, ngày nào anh cũng coi hết á. Thì bây giờ anh nếu như vậy thì tối anh coi đi, chứ anh phải biết được cái giấc mà người ta đang ngủ mà chưa có đã gì hết mà giờ. Trời ơi là trời, bây giờ tối em ngủ. Tối em ngủ rồi bây giờ anh đang coi cái tật, mỗi lần anh coi là anh phải la, anh không la anh chịu không nổi. Thì bây giờ sáng anh coi lại mà nhằn hoài vậy. Chứ anh thương em anh mới để cho em ngủ đó, không thấy sao. Trời ơi nhưng mà em không có ngủ được, hôm qua em không có ngủ được. Sáng nay em phải ngủ nướng thêm một xíu thì anh cứ ồn ào như vậy làm sao em ngủ. Anh nhìn cái da mặt em nè, thấy gớm không? Trời ơi là trời, cái chuyện anh coi đá banh nó đâu có ảnh hưởng gì tới em đâu mà gớm gì. Để anh coi chút đi. Đi vô ráng ngủ chút xíu đi, anh thương đi. Đi vô đi, rồi. Không. Chuyện... Bây giờ em nói là anh tắt máy đi rồi đi ngủ. Sao em được? Em mệt lắm rồi. Anh mới coi qua được đầu hiệp 2 à, từ từ đi, chưa hết mà. Đi ngủ. Đưa đây. Thôi em mệt rồi. Bây giờ em nói anh, đi vô ngủ. Ngủ 1-2 tiếng nữa vậy. Đêm hôm qua em không có ngủ được. Em rất là mệt luôn. Trời ơi bây giờ hai con mắt anh nó trắng giờ vậy. Sao em kêu anh ngủ sao anh ngủ được. Anh cho anh coi chút xíu đi rồi bắt đầu. Vậy rồi bây giờ anh coi thì làm sao em ngủ. Anh có thương em không? Thương sao không thương? Thương thì đi ngủ. Mà cho giờ em ngủ. Em thương anh không? Em biết anh ghiền nó bánh mà. Em thương anh nhưng mà em buồn ngủ quá mà. Trời ơi thiệt khổ kìa. Bây giờ nha. Em muốn ngủ đúng không? Ờ. Rồi bây giờ em ôm máy vô ngủ đi, anh đi qua bên chỗ tấn anh câu với. Trời ơi, chưa hết hiệp 2 gì hết trơn à. Nè. Ông Được, ông đứng lại đó cho tôi chưa? Chồng với con suốt ngày băng bóng suốt à. Chuyện quá, hay quá. Chuyện, sút. Trời ơi, con dục đô cũng không được nữa, thiệt luôn á. Lại, không sao, bình tĩnh. Tỉnh đi. Đó. Chú Hai ơi. Chú Hai. Ê. Đi uống cà phê. Làm sao mày? Để chú Hai ngủ. Đúng gì? Rồi. Mày nói gì? Trời ơi vậy lao. Chú Hai đang ngủ đừng có làm sầm. Sao giờ này ông ngủ kỳ vậy? Thì ông muốn ngủ giờ nào ông ngủ chứ. Mày đang làm gì vậy?
Có đá banh nè. Giải lao rồi. Em U đá với lại Liverpool phải không? Ừ. Trời đất ơi, sao mà mày được coi, sao tao không được coi kỹ ta? Sao mày không được coi? Con vợ tao chứ ai. Mỗi lần hễ mà chuẩn bị mà mở tivi lên coi đá banh là bắt đầu nó cái anh coi cái gì? Tại sao anh không coi em anh coi đá banh? Trời ơi, coi nó cả bao nhiêu năm nay rồi. Coi đá banh lâu lâu cho nó coi chứ sao kỳ. Nói chung là bây giờ có vợ rồi khó khăn quá ha. Thấy tao không? Sống độc thân là thoải mái tự do tự tại, muốn làm gì làm. Tao nói mày nghe nè, cái chuyện vấn đề ở đây không phải là cái chuyện mà gia đình, mà cái vấn đề đây là tao nhịn thôi, hiểu không? Với lại coi nhiều khi con cái ngủ rồi nghe thì nhiều khi nó học rồi coi mà cái tánh tao không coi thôi mà mỗi lần vô cái kiểu gì ngủ la lớn cho ông ra uống cà phê chơi chứ có thôi ông chửi bây giờ đó. Ê, đang chuẩn bị vô hiệp hai phải không? Đang giải lao xíu. Và bây giờ mày theo đội nào? Tao hả? Liverpool. Ngu như con bò, bởi vì thiệt á vậy mà đầu coi đá banh. Trời ơi, tao thấy Liverpool đang hay á. Đây nè, nếu mà nói về giải ngoại hạng Anh á là tao là một bụng ha. Nè, tao thấy bụng hơi bự. Thì đúng rồi. Nè, là nếu mà nói về cái chức vô địch năm nay thì không có thằng nào mà nằm qua được cái thằng MU hết trơn. Thôi, tao thấy là MU mày đang thua một trái rồi đó. Ôi trời ơi, ba cái chuyện này nè, nó có đi thì cũng phải có ve lại. Bên cái giải ngoại hạng Anh hay có vụ này nè, nhà cái mà đưa ra cái kèo á, nhà cái mà Beverly Hills á, là cái thằng đó là trùm về cá cược của thế giới, mà nó đưa ra cái kèo ví dụ như MU chấp đồng banh nửa trái là mày phải hiểu là sao, thằng MU lúc nào cũng là kèo trên đó. Cái chuyện mà thua trước một trái là cái chuyện nó chỉ bình thường. Tao nói thiệt mày nè, cái đó là nhã xác lại không, đúng không? Nhã là nhã luôn cái xác lại luôn á, là thua luôn á. Tao thấy Liverpool đang đá hay quá trời hay luôn đó, ném nó là 2-0 rồi đó. Thấy vậy đó chứ hiệp hai là khác. Mày dám cá không? Mày dám cá đâu không? Cá gì giờ, mày muốn cá gì tao? Bây giờ mày bắt Liverpool phải không? Ờ, tao thì mày khỏi cần chấp thẳng mày luôn. Nếu mà hiệp hai chỉ cần thằng Liverpool mà hòa thôi là tao cho thằng Liverpool của mày thắng luôn. Tao cho mày thắng luôn một chầu cà phê. Quê một cái là thắng hả? Đúng rồi, một chầu cà phê. Đúng rồi. Rồi thí dụ Liverpool ăn thêm trái nữa rồi sao? Cho nếu cứ mỗi một bàn mà ghi thêm từ Liverpool á là tao cho thêm một gói thuốc. Mày thấy chịu chơi không? Ngon không? Chơi sợ mày hả? Nè, nói cho mày biết nghe, bắt lần này để mày nếu thí dụ như mày có thua đó thì đừng có bao giờ mà theo Liverpool nữa, hay không? Theo là theo bên MU nghe chưa? Ôi cái đó là mày, còn tao thích Liverpool là Liverpool, tao fan Liverpool. Nè, tao nói mày nghe nè, Liverpool á là từ khi mà đổi huấn luyện viên á, với lại mất đi cái thằng mà đội trưởng á, cái thằng là Steven Gerrard gì đó, là cái thằng đó tao mê lắm, hồi xưa tao mê Liverpool mà. Mà từ khi cái thằng Steven Gerrard đó mà nó không còn làm đội trưởng nữa thì tự nhiên Liverpool bị tụt dốc. Bắt đầu nó chuyển qua MU. Mà MU cũng thay đổi huấn luyện viên rồi từ khi ông Ferguson mà ông nghỉ đó. Mà ông đó tao biết tao khoái câu gì nhất các bạn. Ông đó câu này nè: phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Thì rồi coi. Ủa mà hình như ông Ferguson không phải ông đâu coi đó. Mà cái ông này là ông bên cái huấn luyện viên của đội khác á. Còn ông Ferguson á là ổng á là dẫn dắt học trò đó. Hễ ổng chỉ cần mà đưa học trò nào vào đá là người đó sẽ trở thành ngôi sao. Cái lạ gì đó. Đó là cái bàn tay nâng người, mày hiểu không? Cho nên tao là mãi mãi là vẫn là khán giả trung thành của MU vậy thôi. Để coi MU có mang lại cho mày một trận cà phê không, hay là mày phải chung tao một gói, hai gói hay thậm chí ba gói thuốc, mấy chầu cà phê. Để coi Liverpool của mày có mang lại cho mày cái gì mà mày mong muốn hay không, rồi tao sẽ lấy MU chà đạp Liverpool của mày te le he he he. Để coi hiệp hai coi làm sao. Dạ đó, vô mày. Đây có nè. Mày cho tiếng lớn chút xíu coi. Đây coi. Đó, vô. Nè anh, cái này ghi sổ cho anh nha. Ghi sổ nữa hả? Thì, anh mấy nay cũng hơi khó khăn chút. Bình thường anh ăn sáng á, tô mì với ly trà đá là có 20.000 à. Rồi ví dụ bữa nào mà anh uống cà phê á thì 30.000. Mà bữa anh rài á gần 10 ngày nay rồi, ngày nào anh cũng kêu ghi sổ. Bộ dạng này anh khó khăn lắm hả? Thì cũng hơi khó một chút. Anh, em thấy anh vẫn sửa điện thoại bình thường mà. Rồi anh đâu có mua sắm hay là ăn xài gì đâu mà anh nói là anh khó khăn. Thì đâu có phải là phải mua sắm đồ này nọ thì nó mới khó khăn đâu em. Anh nói cho em biết đi, anh khó khăn cái gì? Thì nói chung là khó khăn là khó khăn. Anh,
Em là cái gì của anh? Hả? Thì là cái gì thì anh tự lo cho anh được mà, đâu có cần em giúp đỡ mấy cái đó được. Em là người yêu của anh, anh có khó khăn gì á thì anh cứ nói với em. Em giúp được anh gì thì em giúp chứ. Nhưng mà người yêu hay không phải người yêu cũng không giúp được cái này đâu. Cái này là tại anh cho nên là anh phải chịu thôi. Anh, bộ nhà anh có ai bị bệnh hả? Anh lo tiền mua thuốc không nổi đúng không? Nè, nhà anh ai cũng khỏe hết trơn nha. Ba má anh khỏe ráo á, không ai bệnh hoạn gì hết trơn. Vậy là anh bị bệnh đúng không? Hèn chi dạo này em thấy cái mặt anh tiều tụy lắm luôn á. Anh đừng nói là anh bị ung thư giai đoạn cuối nha. Cái gì mà ung thư em? Ung thư là anh không có ra đây rồi anh ngồi ăn thiếu em đâu. Mà giai đoạn cuối á, chắc anh phải nằm ở trong bệnh viện để điều trị á. Thì anh nói đi, anh có khó khăn gì? Thì anh... Sao? Nè, đừng có nói với em á là anh cờ bạc nha. Cờ bạc đề đốm gì em ơi? Thì em sao anh không nói mà anh cứ ngấp búng hoài vậy? Thì anh có cá độ với lần đợt. Cái gì? Anh cá độ gì? Không, không có cá độ tiền bạc gì hết nha. Cá độ là ăn sáng thôi, chầu ăn rồi chầu nước rồi mấy gói thuốc đồ này nọ vậy thôi. Mà cá độ cái gì? Cá độ đá banh. Cá độ đá banh nữa hả? Thì đó, thì giờ anh với nó là hai thằng tự chơi nhau hiểu không? Bây giờ đứa bắt đội, anh bắt Liverpool, nó bắt MU. Ai dè đâu Liverpool thua hoài luôn. Cái gì? Anh bắt Liverpool hả? Hả? Trời đất ơi, nghĩ sao anh bắt Liverpool vậy? Bữa giờ Liverpool yếu lắm. Yếu đâu anh thấy đá cũng hay nè. Đá hay đâu, người ta đá là người ta có chiến thuật hết trơn á. Chiến thuật hả? Ủa anh không biết hả? Đem cái máy điện thoại của anh ra đây. Mở cái máy trận đấu gần đây lên cho em. Đó. Nè, bây giờ em chỉ anh nha. Là mình phải coi sao, rồi mình bắt đội nào. Nè, người ta là có chiến thuật hết. Anh phải coi cái trận đấu đó như thế nào. Không phải trận nào người ta cũng dốc sức người ta đá đâu. Có những trận hả, người ta giữ sức lại, người ta không có đá hết mình. Trời ơi, mấy thằng ông nội đá kiểu gì mà thua hoài. Một MU Manchester United lần lẫn về mà đi thua mấy cái đội, trời ơi. Thua Tottenham. Trời ơi, thua tàu lao. Đất ơi, trời ơi hoài. Rồi bây giờ là tính đi mua đồ với em chứ mà còn ngồi đây nữa. Tính rồi, biết rồi. Đi mua cái chảo chống dính để về đổ bánh xèo. Mới thịt ba rồi, với là tép, giá, rau sống, đúng không? Đúng rồi. Rồi với lại gì nữa, quên rồi. À, cái chổi lau nhà. Đúng rồi. Cái chổi quét nhà. Rồi, đúng luôn. Cái gì? Tiền. Tiền gì? Chứ giờ anh làm gì còn tiền đâu anh mua, em kiểu cười vậy. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì, anh hết tiền rồi hả? Chứ sao, anh đi làm tháng nào về anh đưa tiền hết cho em mà anh còn đồng nào đâu mà kêu anh đi chợ trời. Ủa, anh đưa tiền hết cho em là đúng. Nhưng mà em cũng có đưa lại cho anh là tuần nào em cũng đưa cho anh là tiền để đổ xăng, đồ cà phê, cà pháo. Mà tự dưng bây giờ anh kêu hết là sao? Trời ơi, thì em đưa bao nhiêu mà anh... Từ từ. Trời đất, hôm nay có mới có nửa tháng thôi đó không? Mà ông làm gì hết tiền rồi? Thì công chuyện... Nè, công chuyện gì? Cái nét mặt này là tôi nghi lắm nha, công chuyện gì? Nghi gì? Cái nét mặt mà cứ... Vậy, có gì giấu phải không? Phải không? Ủa giấu gì? Trời ơi, nè, đừng có nói với tôi là bữa nay ông có bồ nghe chưa? Ông bao con nào rồi hết tiền, phải không? Bao con gì? Ông bao con bồ ông rồi không hết tiền với gì nữa? Trời đất ơi, bà nội, mà nội tối nào con ngủ với bà nội mà bao bồ vậy đây bà. Sáng nào đi làm hết trơn rồi tự nhiên cái... Đó, cái khoảng thời gian đi làm nha. Tiền để đâu cho hết? Mà tại sao mới nửa tháng thôi mà hết rồi? Nó nói là có công chuyện mà, trời ơi tôi mệt quá thiệt. Nhưng mà công chuyện gì mới được chứ? Ôi, thì có công chuyện mới xài tiền. Xài tiền hết rồi mới xin tiền để đi mua đồ, đi chợ được chưa? Chưa được. Hết tiền xin tiền, xài tiền hết tiền, đó mới là lý do xài tiền. Tại sao hết tiền? Có việc là việc gì? Nói tôi nghe coi. Trời sao nó mệt quá. Hả, bình thường mấy tháng trước có đâu mà sao tháng này kỳ quá vậy? Ừ, nè. Mà nói xong rồi mấy bữa nay tôi mới để ý cái mặt ông nha. Gì? Cái mặt ông mấy hôm nay là thần thái là kỳ lắm. Nó không có tươi tỉnh như hồi đó nữa nha. Nó cứ sù lơ như vậy kìa. Trời ơi, chết. Nè. Nó làm cái gì vậy? Nè, ông
ông đừng có nói với tôi là ông hít xì ke nha. Ông, trời ơi, ông hít xì ke là chết tôi ông ơi. Gì vậy? Gì vậy? Trời, thiệt tôi khổ quá thiệt. Em nghĩ sao xì ke mà tưởng tôi giờ mà xì ke gì trời. Ai biết cái thần thái ông kia, mắt thì thâm quần mà ông đâu có tươi tỉnh ra đâu. Ông làm cái gì ông nói tôi nghe. Thức đêm coi nó banh, thức đêm coi nó banh, được chưa? Ủa? Rồi, vậy thức đêm coi đá banh. Vậy chứ bây giờ vô vấn đề chính nè, bây giờ tiền ở đâu hết? Tiền nhanh nhanh rồi đi mua đồ cho tôi nữa. Tiền cũng vô đá banh. Cái gì? Cá độ đó, cá độ với thằng Tấn á, mà anh không cá độ tiền đâu nha. Anh cá độ cho ông Sáng uống cà phê nó thôi. Mà sao thằng cô hồn nó sao mà nó hên ghê, nó thắng hoài. Trời ơi, cứ một chậu, em tưởng tượng đi, 2 ly cà phê nhiều, 2 ly cà phê là mà mỗi ly là 20 ngàn, 20 ngàn là ly 40 ngàn. À, 40 ngàn cho tô mì 2 trứng, mà mỗi tô mì là 35 ngàn, 2 tô là 70 ngàn, 70 ngàn với 40 ngàn là nhiêu hết trăm mốt rồi. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông bắt đội nào mà ông thua hoài vậy? Thì tất nhiên anh là fan của quỷ đỏ Manchester United thì anh phải theo đó chứ. Manchester United bắt hoài vậy á, biết nó thua thì mình đừng có bắt nữa, nó thua một trận thì đừng có bắt nữa, sao mà ngu vậy? Sao nói chuyện kỳ vậy? Em không có mê đá banh nha, anh em không biết đâu. Một khi mà mình đã mê mình đội banh nào rồi, mình là fan của đội banh đó rồi, cho dù nó thua nó cái gì mình cũng phải theo đó chứ. Mà trời ơi, cái trận hồi tối hoành không lẽ được đọc luôn cái mình già. Nè, nghĩ sao đá với cái thằng Tottenham, cái thằng quỷ đứng đâu có thứ 8, thứ 9 trong bảng xếp hạng mà đá thua. Có vô duyên không? Trời, thôi, được rồi, bây giờ tôi nói nghe nè. Tôi không có cần quan tâm là cái bảng xếp hạng hay là đội nào với đội nào á. Bây giờ tôi chỉ muốn nói, em không muốn anh cá độ đá banh nữa. Không cho cá độ đá banh coi sao tê? Tê là gì? Tê là phê. Nè, ua cha. Rồi bây giờ nè, trước khi là vô trận nè phải không? Bây giờ vẫn giữ là như cũ nha, tại vì fan của ai là mình bắt người đó, đúng không? Hai chồng tao là fan của MU thì tao bắt MU, rồi tụi bay là bắt Chelsea. Thôi sao được? Hay, sao không được? Trời ơi, tao không có fan MU thiệt, nhưng mà trận này MU chắc chắn thắng rồi, tự nhiên cái mày bắt kêu tao bắt Chelsea tôi thua rồi sao? Trời ơi, sao đó hay quá vậy? Ủa thì mình là fan ai mình bắt ở đó chứ không lẽ tao fan MU đi bắt Chelsea. Nè, Hạnh đã chỉ tôi rồi. Mình coi là mình phải coi vô cái lực, hiểu không? Người ta có dưỡng sức hay không? Còn bây giờ đối thủ quá yếu rồi, đương nhiên phải bắt MU chứ sao bắt bên kia? Rồi thôi, bây giờ vậy nè, mày cần vậy thì tao sẽ chấp tụi bay đồng banh nửa trái. Đồng banh nửa trái. Đồng banh nửa trái có nghĩa là bây giờ hai đội, đúng không? Hai đội nè. Đó, bây giờ tao chấp tụi bay đồng banh nửa trái có nghĩa là tụi bay đã thắng tao trước nửa trái rồi. Nếu như có quà thì tụi bay vẫn thắng được phân nửa đó. Có nghĩa là một trái nhưng mà tụi bay chỉ thắng được có phân nửa trái thôi, tụi bay sẽ chỉ tao chỉ chung tụi bay có phân nửa tiền thôi. Thí dụ như là tao cái chầu đó chầu cà phê thì tao trả phân nửa, tụi bay trả phân nửa. Đó, vậy thôi. Thôi. Không có đồng banh nửa trái gì tao hỏi không đồng ý rồi. Trời ơi, trận này rõ ràng là MU thắng, bây giờ tự nhiên cái kêu cái thế rồi mình thua. Thôi bây giờ tao tính vậy nè. Vậy chứ không lẽ giờ chấp trái sao chấp được, cái này vô vòng trong làm sao chấp trái thắng được. Bây giờ tính vậy, hai người cùng bắt MU luôn. Rồi. Nhưng mà MU mà thắng trực tiếp á, là coi như là bên vợ chồng mày ăn. Trực tiếp là làm sao? Thì trực tiếp là đá thắng trực tiếp vô, như bàn trực tiếp thôi. Có nghĩa là sút trực tiếp vô luôn phải không? Đúng rồi. Sao ví dụ mà thắng gián tiếp á, giống như là phạt góc, phạt đền, phạt gián tiếp thì bên tao ăn. Phạt góc, phạt đền hay là ném biên gì là không cho ăn. Chà, cái này nó sự ép mình lắm đó nha. Khó lắm á. Thôi ép quá vậy thì không chơi. Trận này MU thắng chắc. MU đang mạnh nữa. Mình phải chơi như vậy nó mới công bằng. Không, để tao nói gì mà nghe nè. Bây giờ hai đứa tụi bay phải công nhận cho tao một điều là mày ép tao vậy là hơi khó, thấy không? Đúng rồi. Những cái tình huống đó, thí dụ giờ ném biên vô thì thí dụ như là bên tiền đạo bên tao đi, mình mà tự dẫn banh vô ta sút luôn thì được. Trời ơi, tự nhiên dẫn tự sân nhà tự với cầu môn về lên đây là sút vô làm sao ai mà chịu. Đúng rồi. Nhưng đúng mà rồi. Bây giờ mình bắt một đội thôi chứ bây giờ người ta bắt Chelsea tao không bắt á. Trời chơi vậy chơi cũng chơi thôi cũng chơi. Chấp luôn hả chồng? Chấp luôn vô. Bên này mình là ngon lành, yên tâm. Hai đứa nạp trời. Em tin tưởng chồng nha. Yên tâm. Rồi, chấp luôn. Rồi đá rồi nè, đá rồi nè, coi đi coi đi. Nè, nói đàng hoàng không phải là cà phê không nha, mà là chầu cà phê ăn sáng đàng hoàng nha. Trời yên tâm đi, yên tâm đi. Rồi này chuẩn bị vô cửa. Khoan. Để lướt cái màn hình cho nó rộng ra chút. Đó. Chồng. Vô. Từ. Đây, đừng. Hay quá. Hên xém xíu chết rồi. Đây, lên banh. Ê, trời làm gì chơi xấu vậy? Trời làm gì mà chơi xùi bóng ra vậy? Trời ồn quá, từ từ đi để coi đi. Rồi, ném biên.
Ném biên. Anh chị. Ủa là sao? Trời ơi, bên tao thắng mà tụi mày làm gì tào lao vậy? Ủa nghĩ sao mà kêu bên này thắng vậy? Bên tao thắng hả? Trời ơi, nghĩ sao bên này là đá trực tiếp vậy? Trời ơi, biết con đá banh không? Nói hay quá, biết con đá banh không? Biết con đá banh không? Cái này là trực tiếp. Nhưng mà cái này là ném biên từ bên sân nhà đó mà. Ném biên, tại sao ném biên? Phạt đúng không? Rồi ném biên vô rồi mới dẫn vô lên đá vô đúng không? Vậy là phạt gián tiếp là bên tao thắng. Thôi đâu phải, ném biên là tình huống tấn công, không phải phạt gián tiếp rồi. Tức biết con đá banh mày cãi ghê trời. Trọng tình huống thắng. Thôi được rồi, bây giờ bên đây không phải thắng, không phải thắng mà là tạm thời là không tính cái này. Ủa sao không tính? Có dụng tính. Tào lao mới vừa giao xong cái trận đầu tiên cái Hùng Huy. Không, tụi bay không biết cái gì vậy. Khi nào mà bên đội tao mà ghi bàn, ghi bàn mà ghi bàn có nghĩa là ghi bàn mà không có phải là trực tiếp á, là mới là không tính đúng không? Ghi bàn trực tiếp là phải tính chứ, chút xíu nữa ta ghi bàn trực tiếp không cho nên là tính rồi. Không, nhưng mà bây giờ ta là gián tiếp rồi, bây giờ là bên tao thắng rồi. Thôi, trong đường ngủ ghê trời. Bên tao đang thắng, bên mày chung chào ăn sáng rồi. Thôi, thôi. Bây giờ như vậy nè, không cái gì. Mày ép, thí dụ như là cái mày mới giao cả rồi. Tụi mày điên hết rồi hả? Đêm hôm không để ai ngủ trơn à? Chạy tao! Cái con áo vàng đi vô! Dạ. Về! Dạ.